Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu nón vành cho bé Ở vành nón thì mình có làm các cái họa tiết đường gân xen kẽ trong ngoài như thế này Ở thân nón thì có trang trí hai cái hoa hướng dương Và họa tiết móc của cái phần thân nón thì có thêm các cái đường cong ở đây, như thế này Dụng cụ gồm len miêu cô Kim móc mình dùng kim móc 3.0mm Và kéo cắt len Đầu tiên các bạn tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, móc lên một mũi móc xích. Và móc vào vòng tròn vừa tạo 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Sau khi móc được 6 mũi móc đơn, các bạn cầm cái sợi len ngắn guốc lại để vòng tròn nhỏ lại. Sau đó móc vào cái chân móc đầu tiên bên này, móc vào đây cho mình một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân kế bên cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân bên cạnh cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Sau khi móc đến cuối vòng, tiếp tục móc vào cái chân móc bên cạnh này. Đây, móc vào đây một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Về Và móc vào chân móc đầu tiên hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Chân bên cạnh cũng móc hai mũi kép đơn cùng chân móc. Chân kế bên cũng móc hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng mỗi chân móc móc cho mình hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc sau khi móc đến cuối vòng tiếp tục móc vào chân móc bên cạnh này một mũi dời như vậy là ta đã được một vòng tròn 24 mũi kép đơn tiếp tục lên hai mũi móc xích móc vào chân móc đầu tiên móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc móc lên một mũi móc xích Chân móc kế bên là cái chân nằm chính giữa của hai cái chân móc cùng chân phía dưới nè. Đây. Cái chân móc này các bạn bỏ qua cho mình và móc vào cái chân kế bên. Cái chân kế bên là cái chân nằm giữa của hai cái cụm cùng chân móc như thế này. Đây. Đây là cái chân nằm chính giữa, móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Và cũng bỏ qua cái chân móc nằm chính giữa của hai cái chân móc cùng chân phía dưới này nè. Đây. Bỏ qua cái chân móc này và móc vào cái chân kế bên á. Đây, cái chân kế bên là cái chân nằm giữa của hai cái chân móc cùng chân như thế này nè, hai cái cụm này nè. Móc vào cái chân móc chính giữa hai mũi kép đơn cùng chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Như vậy là mình đã được ba cái cụm chân móc xen kẽ với một mũi móc xích như thế này. Đây, các bạn làm tương tự cho mình các cái cụm này, làm tương tự cho đến cuối vòng. Cũng bỏ qua cái chân móc đầu tiên. Đây là cái chân móc nằm chính giữa này móc vào cái chân móc kế bên hai mũi kép đơn cùng chân móc móc lên một mũi móc xích và làm tương tự cho đến cuối vòng sau khi móc các cái cụm chân móc cho đến cuối vòng tiếp tục móc lên một mũi móc xích và móc vào cái chân bên cạnh này đây móc vào cái chân móc này một mũi dời móc lên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Thì ở đây cái sợi dây mà hai mũi móc xích này nè, ta cũng tính là một chân móc. Thì ở đây mình đã được ba chân móc như thế này, tiếp tục móc lên một mũi móc xích và móc vào cái chân móc đầu tiên của cái cụm kế bên này nè. Móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc Chân kế bên móc một mũi kép đơn vào chân móc này. Như vậy là mình đã tăng thêm được một mũi móc ở cái cụm này, là ta được ba chân móc như thế này. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích và móc qua cái cụm kế bên. Đây móc vào cái chân móc đầu tiên của cái cụm kế bên này, móc vào hai mũi kép đơn cùng chân móc. Và móc vào cái chân kế bên một mũi kép đơn đây thì ở cái cụm này mình cũng tăng được thêm một mũi móc như thế này cũng tăng cho mình ở cái mũi móc đầu tiên của cái cụm nha làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng móc lên một mũi móc xích và móc vào cái chân móc đầu tiên của cái cụm kế bên nè móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc chân bên cạnh móc một mũi kép đơn và chân móc này làm tương tự cho mình các cái cụm còn lại cho đến cuối vòng cũng móc lên một mũi móc xích móc vào cái chân móc đầu tiên của cụm hai mũi kép đơn cùng chân móc và chân móc kế bên móc một mũi kép đơn sau khi móc đến cuối vòng thì ta được các cái cụm chân móc gồm 3 mũi móc như thế này đây tăng lên hai mũi móc và ba mũi móc như thế này tiếp tục móc lên một mũi móc xích và móc vào cái chân móc kế bên bên này móc vào đây cho mình một mũi dời móc lên hai mũi móc xích Thì ở cái chân móc xích này mình tính là một mũi móc thì ở cái hàng đầu tiên này mình được 3 mũi móc như thế này. Tiếp tục móc vào cái chân móc đầu tiên của cái hàng tiếp theo này nè, móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc. Chân kế bên móc một mũi kép đơn vào chân móc này. Như vậy là ở hàng móc này mình đã tăng được 4 mũi móc như thế này. Đây. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích và móc vào cái cụm kế bên này cái cụm kế bên này cũng móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên hai mũi kép đơn cùng chân móc. Các cái chân móc còn lại mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Như vậy là ta cũng đã tăng được 4 mũi móc ở cái hàng móc này. Đây, cột phía dưới là 3 mũi móc thì cột phía trên là 4 mũi móc. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích và móc vào cái cụm kế bên này cũng móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên hai mũi kép đơn cùng chân móc các cái chân móc còn lại mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc như vậy là ta đã tăng được một chân móc ở cụm này tiếp tục móc lên một mũi móc xích và làm tương tự cho các cái cụm còn lại cho đến cuối vòng thì ở các hàng móc tiếp theo các bạn cũng làm tương tự cho mình đây, cũng tăng mũi cho mình ở các cái mũi móc đầu tiên của cụm nè. Đây, mũi đầu tiên cũng tăng mũi như thế này. Đây, cái hàng móc tiếp theo các bạn cũng tăng cho mình ở cái chân móc đầu tiên của mỗi cụm. Tương tự ở cụm đầu tiên này ta cũng tăng ở cái mũi móc đầu tiên. Tăng cho mình cho đến khi cái vòng tròn của nó nó vừa đến cái vòng đầu của bé thì các bạn ngưng. Cũng móc vào chân móc đầu tiên của mỗi cụm hai mũi kép đơn. Và các cái chân móc còn lại mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Lên một mũi móc xích và làm tương tự cho các cái cột móc còn lại. Hai cái vòng tròn mũi đơn này mình tính là một hàng móc thì ở đây mình đã móc lên được 6 hàng móc như thế này. Đây thì cái vòng tròn của nón này đã vừa với cái vòng đầu của bé rồi thì bây giờ ta sẽ tiến hành móc cái cái hàng móc tiếp theo móc vào cái chân móc bên cạnh này cho mình một mũi dời móc lên hai mũi móc xích cái cái hàng móc tiếp theo ta sẽ tiến hành không tăng mũi nữa các bạn móc vào cái chân móc đầu tiên này móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn thì ở cái cụm chân móc này mình đã móc được 5 mũi móc bằng với số mũi móc ở cái cụm phía trên như thế này đây thì ở cái chân móc cuối cùng của cái cụm phía trên á các bạn không móc vào chân móc này cho mình móc lên cho mình một mũi móc xích và tiến hành qua cái cụm tiếp theo để móc ở cái cụm tiếp theo này móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên hai mũi kép đơn cùng chân móc chân kế tiếp móc một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn thì ở cái cụm chân móc này mình cũng đã móc lên được năm mũi móc bằng với số mũi móc của cái cụm ở phía trên này đây thì các bạn cũng bỏ qua cho mình cái chân móc cuối cùng của cái cụm ở phía trên thêm cho mình vào chân móc đầu tiên sau đó móc lên một mũi móc xích và tiến hành móc qua cái cụm tiếp theo móc vào chân móc đầu tiên của cụm hai mũi kép đơn cùng chân móc các cái chân móc kế tiếp mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và ta bỏ qua cái chân móc cuối cùng của cái cụm phía trên móc các cái chân móc còn lại mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì ta được 5 mũi móc như thế này tiếp tục móc lên một mũi móc xích và làm tương tự cho các cái cụm còn lại cho đến cuối vòng cũng móc cho mình vào chân móc đầu tiên hai mũi kép đơn cùng chân móc. Các chân móc kế tiếp mỗi chân móc móc một mũi kép đơn và không móc vào cái chân cuối cùng. Móc lên một mũi móc xích và làm tương tự cho các cái cụm còn lại. Ở các hàng móc tiếp theo các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như cái hàng móc mà mình vừa móc á. Các bạn cũng thêm cho mình ở cái chân móc đầu tiên thêm cho mình vào chân móc này hai mũi kép đơn cùng chân móc và ở cái chân móc cuối cùng thì ta tiến hành không thêm mũi và chuyển sang các cái cụm tiếp theo cũng làm tương tự cho mình móc cho mình các cái hàng móc tiếp theo cho đến khi cái chiều cao của nón này nè đây cái độ sâu của nón vừa đến cái phần mang tay của bé thì các bạn ngưng cũng móc vào chân móc đầu tiên của cụm hai mũi kép đơn cùng chân móc và các cái chân móc tiếp theo mỗi chân móc một mũi kép đơn và không móc vào cái chân móc cuối cùng thì từ cái đỉnh của nón này xuống phía dưới này thì mình đã móc thêm được các cái hàng móc Cái chiều sau này đã vừa đến cái phần mang tay của bé Thì bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại và móc cái phần vành nón Móc vào cái chân móc kế bên này nè, móc vào đây cho mình một mũi dời Móc lên một mũi móc xích và móc vào chân móc đầu tiên á, đây móc vào đây cho mình một mũi móc đơn Chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Ở cái chân móc xích này nè, các bạn móc luôn cho mình vào cái khoảng trống này, móc vào đây một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Đây. Làm tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc các cái mũi móc đơn cho đến cuối vòng, tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Như vậy là mình đã hoàn thành được một cái phần thân nón như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần vành nón. Ở cái chân móc đầu tiên của cái hàng mũi đơn này nè, đây. Đây là cái chân móc đầu tiên nè, các bạn móc cho mình vào cái chân móc ở phía ngoài á. Đây, ở đây nó có hai cái đường móc như thế này nè. Các bạn móc vào cho mình cái chân ở phía ngoài này. Đây, đâm kim vào cái chân ở phía ngoài này nha. Đây. Đây, ở các cái chân móc kế bên này nè, cũng móc cho mình vào cái chân móc ở phía ngoài này nè. Đây, cái chân móc này nè. Móc các cái chân móc còn lại tương tự cho mình. Móc vào chân móc đầu tiên á, móc vào đây cho mình, đây. Cũng móc vào cái chân phía ngoài, móc vào một mũi kép đơn. Tiếp tục chân bên cạnh móc cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc, cũng móc vào cái chân ở phía ngoài như thế này. Móc vào hai mũi kép đơn cùng chân móc. Chân kế bên móc một mũi kép đơn vào chân móc này. Móc vào cái chân phía ngoài như thế này. Chân kế tiếp móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Cũng đâm kim vào cái chân phía ngoài và móc cho mình. Như vậy là mình đã được hai cụm chân móc xen kẽ một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc như thế này các bạn làm tương tự cho mình cái cụm này cho đến cuối vòng móc xen kẽ cho mình chân móc bên cạnh là một mũi kép đơn và chân móc kế bên là hai mũi kép đơn cùng chân móc và cũng móc vào cái chân phía ngoài của cái mũi móc làm tương tự cho đến cuối vòng móc xen kẽ một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc và cũng móc vào cái chân móc ở phía ngoài của mũi móc. Thì sau khi móc các cái cụm chân móc cho đến cuối vòng, móc vào cái chân móc kế bên này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Thì cái vành nón nó đã có cái độ xòe như thế này. Ở cái chân móc đầu tiên của cái hàng phía trên này nè, đây, đây là cái chân móc đầu tiên nè. Ta móc vào cái thân chân móc này cho mình. Các bạn đâm kim xuống phía dưới, sau đó luồn và đâm kim lên phía trên để cho cái thân chân móc này nó nằm ở trên kim như thế này nè sau đó móc qua cái thân chân móc này cho mình một mũi kép đơn như vậy là ta đã được một mũi ngoặt ngoài như thế này tiếp tục ở cái chân móc kế tiếp các bạn đâm kim luồn xuống phía dưới cho mình đây luồn kim xuống phía dưới để cái chân móc kế bên nó nằm ở phía dưới của kim á đây thì khi chân móc nó đã nằm ở dưới kim các bạn tiếp tục móc vào cho mình một mũi kép đơn ta được một mũi ngoằn trong như thế này chân móc kế bên các bạn cũng móc cho mình vào cái thân chân móc móc cho mình một mũi ngoặt ngoài cũng đâm kim cho cái thân chân móc lên phía trên kim móc vào một mũi kép đơn thì mình đã tạo thêm được một cái mũi ngoặt ngoài như thế này ở chân móc kế tiếp các bạn cũng móc cho mình vào cái thân chân móc này ta cũng đâm kim luôn xuống phía dưới như thế này để đưa cái thân chân móc này xuống phía dưới của kim đây sau đó móc vào đây cho mình một mũi kép đơn Ở thân chân móc kế tiếp cũng móc một mũi ngoặt ngoài cũng đưa cái thân mũi ngoặt ngoài này lên trên kim sau đó móc vào đây một mũi kép đơn như vậy là mình đã móc được xen kẽ ba mũi ngoặt ngoài và hai mũi ngoặt trong như thế này các bạn làm tương tự xen kẽ cho mình các cái thân chân móc còn lại cho đến cuối vòng cũng móc vào thân chân móc kế bên một mũi ngoặt trong thân chân móc kế tiếp móc một mũi ngoặt ngoài Sau khi móc các cái mũi ngoặt sen kẽ như thế này cho đến cuối hàng thì tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên này. Đây, móc vào chân móc này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Ở cái chân móc đầu tiên nè, đây là một mũi ngoặt ngoài như thế này thì các bạn cũng đâm kim cho mình vào cái thân chân móc ngoặt ngoài này. Sau đó móc và kéo len qua thân chân móc này. Móc vào cái thân chân móc này cho mình một mũi kép đơn. thì cái mũi ngoặt ngoài này cái đường gân này ta đã kéo dài ra được thêm một mũi móc nữa tiếp tục móc vào cái thân chân móc kế tiếp các bạn móc cho mình một mũi ngoặt trong cũng đưa cái thân chân móc xuống phía dưới kim sau đó móc một mũi kép đơn thì ta cũng kéo dài được cái sợi gân ở phía sau như thế này đây chân móc kế bên là một mũi ngoặt ngoài thì các bạn cũng móc cho mình vào cái thân chân móc này một mũi ngoặt ngoài Chân kế tiếp là một mũi ngoặt trong thì cũng đâm vào cái thân chân móc ở phía dưới, móc vào một mũi ngoặt trong. Chân móc kế bên cũng là một mũi ngoặt ngoài, ta cũng móc vào cái thân chân móc ngoặt ngoài này một mũi kép đơn. Làm tương tự xen kẽ như vậy cho mình cho đến cuối vòng. Cũng móc xen kẽ một mũi ngoặt trong, xen kẽ một mũi ngoặt ngoài như thế này. Ở các cái hàng móc tiếp theo các bạn cũng móc cho mình tương tự giống như các cái hàng móc mà mình vừa móc. Móc cho đến khi cái độ rộng của vành vừa đủ để che cái gương mặt của bé thì các bạn ngưng. Cũng móc cho mình xen kẽ một mũi ngoặt trong và một mũi ngoặt ngoài. Thì ở đây mình đã móc lên được bốn hàng móc xen kẽ như thế này. Đây, xen kẽ ngoặt trong và ngoặt ngoài như thế này tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên này móc vào đây cho mình một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len tiến hành giấu cái sợi len thừa vào trong cái mũi móc sau khi giấu len vào trong mũi móc thì các bạn móc thêm cho mình hai cái hoa hướng dương và hai chiếc lá để trang trí cho cái phần thân nón ngoài ra thì các bạn cũng có thể trang trí thêm các cái họa tiết khác cho cái mẫu nón thêm xinh xắn như vậy là mình đã hoàn tất được cái mẫu nón vành cho bé như thế này chúc các bạn thành công